Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ là vô làm content là ngày thứ tư của con Ron to Hero. Thì hôm nay là tôi sẽ vô nâng con Tatsumaki lên phẩm bạch kim. Thì trước khi lên phẩm bạch kim thì tôi có một cái khoe. Thì ở điểm hiện tại là tôi là acc này cho ngày thứ tư rồi mà chưa nạp một đồng nào hết, là chưa thức tỉnh gì luôn. Là ở thời điểm hiện tại là tôi là hình như là đang hạng một đấu trường. Đây, YouTuber Hihan ở thời điểm hiện tại là đang là hạng một đấu trường đấy, đấy hạng một đấu trường nha mấy anh em, đấy hạng một đấu trường với sự giúp đỡ của Phú Bà đấy, gọi là cách chơi rất là đỉnh điểm của bạn Trang Sinh đấy, top 1 bên server là 540 đấy. Rồi bây giờ là khi bây giờ là hôm nay là vô sẽ thì tách đeo kiếm hay ấn tăng mắt anh ăn đeo cái tấn đeo cái mắt mạnh hơn, còn Tatsumaki V2 đeo cái mắt mạnh hơn. Rồi ok, hôm nay sẽ vô nâng con Tatsumaki lên phẩm bạch kim đúng không? Rồi ok, đây con Tats cộng 1 rồi, nè nó lên phẩm bạch kim luôn à. Rồi. Rồi ok, hôm nay là nâng lên đủ, cái này là nâng thẳng lên luôn, có sẵn luôn à. Ủa? À, nâng lên luôn à, đúng không? Trang đúng không? Về nâng lên tôi hai con này nâng lên luôn à. Ủa dư một con Tatsumaki luôn nè, xong mà nó dư một con luôn nè. Đúng không? Có sai gì đó không? Nâng lên luôn đúng không? Rồi ok, dư một con luôn nha. Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ lên được con acc này sau 4 ngày cày chay không nạp nha. Acc này là 4 ngày cày chay không nạp, chưa nạp bất kỳ một cái gói nào hết nha mấy anh em. Còn full chinh nha, chưa nạp bất cứ một gói nào. Thì hôm nay acc này là gần như là sẽ nâng con Tatsumaki lên phẩm bạch kim. Đây, thì phẩm tiếp theo từ Legendary lên, chúng ta sẽ nâng lên con Tatsumaki. Rồi ok, đó người ta đã nâng lên một con phẩm lên là cẩm mythical đó. Đó, mythical đó là phẩm Tatsumaki phẩm bạch kim. Ngoài trend là cộng 961 lên 988. Level là từ 200 lên level 240, là ở đây hiện tại HP là từ 3 306 lên 315, tấn công là 6 639 lên 652. Đấy. Rồi ok đó, và tiếp theo lên luôn con phẩm tiếp theo là phẩm cấp luôn, lên tiếp thêm một con nữa là phẩm bạch kim 2. Rồi ok, lên liền hai cấp đấy. Game này đó cho mấy anh em coi là mấy anh em kêu là để mấy anh em kêu là cày chay không nạp nha mấy anh em. Thì sau một gần cho một buổi cày chay không nạp thì ở thời điểm hiện tại là tôi đã có được con Tatsumaki phẩm bạch kim cộng 1, con Xenos phẩm vàng cộng 1, công ban phẩm vàng, amai phẩm vàng, mũi khoan phẩm vàng. Và trong đội hình hiện tại mấy anh em khi mà mấy anh em tích vé quay ở thời điểm này thì có đầy đủ Buri, MK, Chày, Sonic, rồi nói chung là mấy con tướng này sau này mấy anh em cũng quay ra hết. Và ở thời điểm hiện tại là acc này nói chung là khá là hên nha. Acc này là thiếu một con tát nữa là bạch kim 2 à. Ok, thiếu một con nữa. Hoài lên nữa thì mình lên nữa thì nó hắc quá em ơi. Thiếu đúng con đúng không? Rồi, đấy thiếu đúng một con luôn không? Hoài mày thiếu đúng một con thiệt luôn à. Thiếu đúng một con tát nữa, thiếu đúng một con tát nữa là lên được bạch kim 2 luôn phải không? Cái này để tôi coi thử có mấy gói là nó có giấy xanh ấy, thì thức tỉnh luôn này có chọn không? Ôi Trang ơi à, đủ nãy sao em cái này còn bao nhiêu phút vậy? Trang ơi làm luôn gói này không? Ủa giờ không kịp ta, bây giờ phải ao ạt ra. Thiếu một con tát nữa ghép lại nữa anh, là bạch kim 2 vô store lụm luôn anh. Vô store chỗ nào đâu, vô store nào à, làm à, tưởng đâu rồi cái nếu như mà vô store thì mắc mát kỳ chay vậy thôi. Có gì để mình ốp anh phù phép sau, giờ đang lỡ like quay video rồi kêu kỳ chay rồi bây giờ thức tỉnh trên like hơi kỳ. City à, đây store mèo có không, có con tát không? Đâu bồ đang đang lỡ làm content cày chay rồi giờ vô cái thức tỉnh cái hơi kỳ. Odin Odin à, đây 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 hả, đâu ở chỗ nào? Odin đây nè, Avenger đây ở chỗ nào nữa, đi đi cái này để lấy con tát à, đâu trong phần nào đổi tiếp theo nữa, cái nào đi cái này à, đi cái này để đổi à,
Nào đi cái này để đổi à, đổi lên đường con nữa không? Nào. Rương cuối là con tách. Đi cái này đúng không? Đi cái này mới có được con tách đúng không? Rương cuối của cái này là con tách hả? Hoài. Đi hết cái ải này là có được con tách đúng không? Đi hết cái ải này là có được con tách Sumaki đúng không? Hoài căng à. Đi hết cái ải này là có được luôn tách Sumaki đúng không? Rồi. Hoài mày quá, nó cấp 200 luôn à. Ừ, để tướng nó giống ở ngoài không? Để tướng nó giống ở ngoài luôn không? Để tướng y vậy luôn à, để ba con luôn đúng không? Sao có cần để full không? Có cần để full không? Có cần để full kích 4 tâm linh không? 4 tâm linh để vô cho nó 4 tâm linh không, hay là để như bình thường ở ngoài? Sao? Để ba con như bình thường đúng không? Ba con như bình thường là đội hình là dùng đam một mình Tatsumaki rồi ban rồi chỉ nốt bút công. Chưa đi à? Nãy quá đánh im chết. Nãy quá nó đánh im chết. Quái nó đánh im chết. Để coi tôi vô tôi coi thử, tôi thấy quái ao hình như quái tôi thấy ao hình như là 4 cấp luôn rồi đó. Ao 40 cấp luôn rồi đó. Gì ban gì đâu mà ban gì đâu mà vô quái liếm cái chết trời. Thằng top 1 lực chiến mới level 43 nè bác, lựa mấy cái bút hồi máu anh ok. 10% HP. Này là cho hệ tâm linh. Hệ tâm linh là sẽ cho là 20% tấn công, 15% HP rồi thôi lấy tâm linh mình đang tách Sumaki nữa. Theo anh nghĩ là cái này chưa còn hồi máu đâu, đồ hình mình còn đầy máu. Theo anh nghĩ như thế này là anh nghĩ chắc chơi đồ hình ở đây là theo anh nghĩ ở đây đồ hình là chắc chơi 4 tâm linh đi vô rải á thiệt. Một tăng 4 tâm linh vô rồi 4 tâm linh nó rải thôi, xuống rải đam xuống thôi, mình tách Sumaki đi trước thôi. Đây nè, đây đang kiếm cái boost nè mấy anh em, đi đang kiếm cái boost nè, giờ đi cái này để kiếm con tát cuối cùng rồi lên được cái phẩm thêm tiếp con phẩm con tát luôn mấy anh em. Quầy. Wow. Con tát vô mới vô đầy ống nộ luôn rồi sao em đi gì cộng là ở đây là cộng 8% tấn công. Này là lỗi bạc rồi, khi mà bắt đầu trận đấu sẽ tiêu này là cái gì khiên à. Hồi cái xiên bằng 15 khi thua. Còn này là for chapter này là cái gì đây, tôi dịch một cái mấy anh em. Cái gì khó quá thì mình dùng Google dịch. Rồi Google dịch cái này là Google dịch để coi dịch cái hình ảnh này, cái phát hiện ngôn ngữ tiếng Việt dịch cái này, cái battle endo này là dịch đấy. Cái này là đối với các nhân vật đồng minh được triển khai ở hàng đầu tiên phòng thủ và 60% cân thịnh nộ được phục hồi khi bị tấn công. Ôi mày cái bút này ngon vãi cứt luôn anh mày, anh cái bút tê lần lực chiến cao vậy anh. Anh bút cái tiêu bình lực chiến cao đây nè. Lấy cái bút 1 anh thấy cái này ngon hơn mà. Từ nha, từ đến coi cái bút 1 là gì nha. Từ. Đọc thử cái bút 1 là cái gì. Cái bút 1 ở đây là khi kết thúc tất cả nhân vật được triển khai vẫn còn sống. Khi kết thúc tất cả các nhân vật được triển khai còn sống với được hồi phục HP bằng 15% HP hồi lượng đã mất của họ. À ok. Này hồi sinh là rồi ok tên em lấy nhân vật hỗ trợ cái nhưng mà hỗ trợ đây lấy thêm con tôi nghĩ ở đây chắc lấy mình chết ban rồi. Amai là Amai đây đam bút buri hay buri đi buri này lấy ban tăng ông buri này buri hay ban thôi lấy ban đi lấy ban cho nó bút mấy này rồi ok đi hết đi hết đường đi rồi chỗ này hết rồi phải clear.
phải giảm, bị giảm 35% HP rồi, tao hồi lại rồi. Ok pro. Giảm 35% HP, 40 hồi lại, ok pro. Rồi. Rồi giờ là mình đi hết ải, lấy được con Tatsumaki nữa là mình lên luôn. Hoài mày Tatsumaki nó quýnh phát đi luôn một hàng mấy anh em ơi. Cái này mình cái này câu chuyện mình đi xong rồi mình sẽ nâng được con Tatsumaki lên bạch kim 3 luôn mấy anh em. Mexico cộng 2. Này mình đang kích 4 tâm linh này, để coi thử mình kích đang 5 4 tâm linh 5 sư con 1 2 3 4 5. Này mình bỏ mấy con tâm linh vô nó kích tên thôi. Rồi ok. Rồi 10% crit, 10% HP, cái hit test này của công nghệ bỏ mình không lấy, 10% crit, 10% HP. Lấy thêm 10% 10 lấy crit đi ha. HP nghĩ không cần, lấy thêm crit đi. Tát chiếm mới đầu lắm đấy anh, tát là tôi không biết nhưng ạc này quay ra tát nhiều vậy, hôm bữa tôi quay ra 4 con này, bạn Trang bạn quay thêm phải chục con nữa á. Bữa tôi quay ra 4 con mà Trang quay ra thêm phải chục con nữa mấy ông à, chịu cái này hỏi bạn Trang cái tôi là tôi bó tay mấy anh em. Bạn Trang phù phép mấy anh em, này là bạn Trang phù phép với tôi là tôi cũng biết là đây cộng nè, đó 17% đam. Mình sẽ bỏ lên mình kích đủ 5 vector cộng chỗ này là 25% HP, mình lấy mấy con clone đi thôi, sau này có cái boost hồi sinh đó thì mình sẽ lấy boost hồi sinh sau. À chấm crit chứ không phải crit, thôi chấm crit cũng được. À, đó bữa là tôi roll là 4 con đó, mình tôi roll là 4 con rồi còn lại là bạn Trang roll hết, bạn Trang roll ảo ảo ma Canada lắm, đến tôi mà còn không tin nổi luôn rồi mấy anh em. Đến tôi mà còn không tin được cái điều đó là sự thật mà mấy anh em. Trời. Vãi. Cái này là cộng cho uầy mày, cái này là cộng cho ôi lại healing, từ tôi dịch cái healing cái dịch từ. Ôi hai cái bút này đều ngon mấy anh em ơi, hai cái bút này đều ngon. Cái bút đầu tiên là sẽ trong trận chiến khả năng hồi máu của nhân vật đồng minh nè, đồng minh có hồi máu thì tăng 50%, còn cái bút thứ hai là tăng 15% tấn công, 15% 10% HP. Cái bút cuối cùng là đam Taken, là cái đam Taken là giảm đam à, giảm đam của toàn bộ đồng minh là cái này là đam giảm đam hay là tăng đam đây. Cái này là sát thương nhận vào giảm 15%. Oai mày bút ngon quá mày ơi. Mày. Ôi mẹ cái bút ba bá mày cứt mày không à, mẹ kiểu chết rồi mẹ, là tôi chơi hành đét mà tôi chơi kiểu này mất công ông Dũng lại ông kêu tôi bút bẩn nữa. Rồi ở đây là thiếu một con kích hệ, ở đây con nào kích hệ cũng được, ở đây kích hệ lấy đại vô đi mấy anh em. Chết mẹ hết tâm linh rồi. Còn lại thì con ví xanh với vàng hên xui thôi, tôi cũng chín con tát rồi. À mới chín con tát. À ông mới chín con tát là nhạc này phải mười mấy con tát rồi đó, chín con tát là chưa đủ đâu. Sao mà chín con tát thôi, ạc này phải mười mấy con tát rồi đó. Ạc này mà tới con mythical là mười mấy con tát rồi đó. Chín con là chưa đủ đâu. Rồi dịch hai cái sau. Cái này là red cap để dịch cái này. Cái này sẽ là khi trận chiến bắt đầu, đồng minh sẽ hồi phục 15% máu tối đa. Rồi ok, cái này đã chắc giống hồi nãy là tăng khả năng trị liệu, cái này là tăng trị liệu. Trong trận chiến khả năng hồi máu nhân vật chắc lấy cái một thôi. Cái một là vô trận nó hồi luôn anh em, cái một là vô trận nó hồi luôn. Cái một là vô trận một phát nó hồi luôn mấy anh em. Bây giờ có cái nào mà vô trận nó tăng năng lượng, khi bắt đầu vòng đấu tăng năng lượng thì sẽ ngon. Nãy mình có được mùi mà nãy mình có được một cái 10% năng lượng rồi. Anh xếp tách chủ quái 23 cho con này. Chủ 23 à, từ. Ờ cái này là tăng trị liệu nè, còn hai cái mới có hai cái này sẽ là cái kia là cái bút kia là nó sẽ trong vòng nó duy trì trong vòng 2 row. Cái tôi nghĩ là chắc một là cái bút 3 thôi, cái bút 2 nó hơi cùi, bút 1 là bút 2 hơi cùi. Bút 3 sẽ là khi loại phản đòn của đối thủ sát thương tăng thêm 35%, 30% phản đòn à, tăng 30% phản đòn à, khi loại phản đòn của đối thủ tăng 30%. Còn cái này là cái này thì nó cộng có 2 row à, last 2 row này. Cái bút này thì nó cho mình có 2 row à. Trong trận chiến sau khi đồng minh tiêu diệt kẻ thù, tăng khả năng hồi phục cơn thịnh nộ của đoàn tấn công.
thường thêm 10, kéo dài 2 hiệp. Cái 2 hiệp này là bút 2 ngon. Ủa bút này là kéo dài khi mà cái này là 2 hiệp đánh quái hay là trong là 2 lượt đầu? Cái này nếu như trong Honkai nó là 2 hiệp qua cổng nha, là 2 lần đánh quái nha, 2 lần đánh quái hay là trong 2 lượt hành động đầu tiên? Cái này anh không biết. Nếu như mà anh chơi Honkai ngày xưa là Honkai là 2 lần đánh quái là hết cái bút này. Thì chỗ này last 2 row là 2 row đầu tiên, khi mà 2 row hành động đầu tiên à, hay là 2 hiệp đánh quái? À trong 2 lượt một con đúng không? Anh sợ là nó giống như trong Honkai á, chơi Honkai bị sợ ấy nha. Áp dụng kiến thức Honkai vô bị sợ. Thì Honkai ngày xưa bút nếu như mà bút theo row của nó thì nó bút có 2 à. Hai lượt đầu thì dễ rồi, hai lượt đầu thì con Tatsumaki của mình nó làm chừng vài cái là xong hết rồi mấy anh em. Đấy, đấy, trời ơi mẹ. Chơi game mà chơi mày, chơi game mà mấy cái dòng boost như thế này thì mấy ông quay. Quay. Bởi bây giờ mà không chọn cái boost số 2 là có lỗi lắm nha, phải tôi dịch thử cái boost 1 nó là cái gì. Tôi thấy nếu như mà không chọn cái boost 2 là tôi có lỗi lắm á. Không chọn cái boost 2 là tôi có lỗi lắm á. Sau khi nhân vật được cung cấp mỗi chiến thắng trong trận chiến, sức tấn công của nhân vật đồng minh tăng. Ui mày, cái bút 2 mày, cái bút 1 cũng bán mấy niềm trội ba, cái bút mấy, cái bút lam vải cứt. Cái bút này là mỗi lần mấy ông thắng nó sẽ cộng cho mấy ông 3% tấn công, tối đa là 12%. Cái bút này nó sẽ cho mấy ông 40% rít, cái bút này sẽ cho 30% phòng thủ. Trời ơi mẹ nó. Mà từ chạy đi lượm quà trước kìa, cái này nó sẽ giảm mình 35% máu nè, xong mình chạy đi mình hồi máu là đẹp. Rồi. Không biết cái bút này là cái gì, bút này nó sẽ debuff nè. Rồi 35% HP từ. Không biết là con boss này nó có mạnh hay không. Từ mấy anh em từ. Từ gã tôi chạy lên tôi giảm hết hả? À. Từ tôi chạy lên tôi giảm hết mấy cái đống này hả? Từ. Cái này là cái gì ta? Rồi. À cái này giảm HP gác đấu, giảm HP vũ trang. Này giảm HP gì đây? Rồi ok, chạy về hồi máu, hợp lý. Rồi, non, mềm. Rồi, hồi bú. Rồi, má y chang như bên Hanes luôn mấy ông à. Mày. Trời ơi. Không mà đấy lấy quà top 1 luôn ấy chứ, đang top 1 mà, đang top 1 mà. Hồi nãy kêu để vị trí chủ hàng có 2 3 con quái anh ơi, để chúng tôi anh xếp cho. Ô chết mẹ ơi. Không được. Không được, chết, như vậy là chết. Không được, được, anh phanh kịp rồi. Trời. Kịp xài anh ti không ta? Ôi chết mẹ rồi. Ôi chết mẹ rồi, ỷ lại phanh đéo kịp rồi. Chết rồi, chết cha rồi em ơi. Đụ con Sonic nó chọc một phát crit luôn, phanh đéo kịp rồi. Ôi chết, mẹ chưa cái cục hồi máu, có còn cái cục hồi máu còn chỗ nào không? Thôi chết rồi em ơi. Chết rồi, chết mẹ đi kiếm cái chỗ hồi sinh, cái có cái chỗ hồi sinh nào không? Chết rồi, giờ sao đây, con tát nó chết rồi, giờ sao đây, chạy ra hồi, làm sao để hồi sinh được con tát đây? À đây, được không, hồi sinh được con tát không? Ồ đéo hồi sinh được luôn. Chết mẹ rồi. Ẩu rồi. Trời quá, nó quýnh có 2 cái nó xỉu luôn mấy anh em. Thoát ra đánh lại được à, thoát ra đánh lại được không á. Hoài không, cái này nó chưa có chỗ hồi sinh mấy anh em ơi. Mày quá, nó quýnh 2 cái xỉu à, quá ở khúc sau nó mạnh quá mấy anh em ơi. Có thử con bang này trụ được không? Đánh lại từ đầu được không sao,
này phải lấy một con ra tăng rồi, con kia con Sonic nó chặt một cái crit luôn anh em, tôi coi thử quái con, cái con hỗ trợ quá nó trụ nổi không, không sao mình đánh lại từ đầu được, đánh lại từ đầu được không sao.